Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam. Có lẽ đây cũng là một Ngày Nhà giáo Việt Nam quá đặc biệt khi lễ tri ân chủ yếu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại nhiều địa phương, dù năm học mới đã bắt đầu được gần 3 tháng, nhưng thầy và trò cũng chỉ biết nhau qua những giờ học trực tuyến, học qua truyền hình. Thế nhưng dù chưa gặp mặt trực tiếp, cũng không có những cái ôm trìu mến, tình thầy trò không vì vậy mà nhạt phai. Và dù truyền đạt tri thức bằng cách nào, mỗi thầy cô giáo vẫn đang nỗ lực bằng tình yêu thương, sự tận tâm với học trò để các em tiếp cận với kiến thức mới một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Một nửa chặng đường của năm học 2021-2022 đã đi qua. Không thể kể hết những vất vả của các giáo viên dạy học trong điều kiện dịch bệnh. Thế nhưng vượt lên muôn vàn thử thách ấy là sự lạc quan, yêu nghề của các thầy giáo, cô giáo, là niềm mong mỏi được gặp lại những gương mặt học sinh thân yêu. Mỗi một giáo viên bằng cả cách khác nhau đã góp sức để cùng học sinh vượt qua khó khăn. Đó là câu chuyện của những giáo viên hỗ trợ cho học sinh về quê tránh dịch, làm quen với môi trường học tập mới. Là hình ảnh của cả giáo viên và học sinh mang theo hành trang là chiếc vali nhỏ trải nghiệm những ngày xa gia đình đầu tiên tại cả khu cách ly. Là những bỡ ngỡ ngại ngùng ban đầu của các giáo viên khi ghi hình chương trình dạy học trên truyền hình. Là những lần cô trò gặp nhau qua màn hình máy tính, điện thoại, hay những thực phẩm, nhu yếu phẩm được chỉnh tay các giáo viên làm ra để gửi tặng các khu cách ly, phong tỏa. Những hình ảnh, câu chuyện đó là minh chứng sinh động và chân thực, để thấy trong khó khăn, tình yêu thương của thầy cô vẫn dành trọn cho học sinh thân yêu và là tấm gương sáng cho các em noi theo. Những buổi lễ tri ân thầy cô giáo do nhà trường tổ chức, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp bởi tình yêu thương của học sinh, của đồng nghiệp dành cho mình. Và chúng tôi quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục của mình. Cái mong muốn nhất là lúc này là được gặp học sinh thôi, còn bây giờ để trông sao cho khỏi được hết được dịch bệnh để gặp cùng các em đến lớp. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ở các nhà trường tổ chức hình thức gọn nhẹ để tri ân và động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Đối với những vùng mà không tổ chức dạy học được thì ban giám hiệu nhà trường cũng có hình thức chia sẻ động viên đối với đội ngũ thầy cô giáo để hoàn thành nhiệm vụ của nghề cao quý của mình. Chưa bao giờ Ngày Nhà giáo Việt Nam lại diễn ra trong bối cảnh đặc biệt như thế này. Trường lớp vang bóng học sinh, vang những tiếng cười. Tình cảm ấm áp, lời tri ân trực tiếp của học trò cũng không thể đến với quý thầy cô. Nhưng sau tất cả, các thầy cô đã cố gắng, nỗ lực bằng tình cảm dành cho học sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, để mùa tri ân năm nay trở thành một kỷ niệm khó quên. Năm học này có lẽ là một năm học là khá là đặc biệt đối với mỗi chúng em. Tại vì ngày vừa đầu năm học thì ở xã chúng ta đã mắc dịch, và chính vì thế là ở trường chúng ta có rất nhiều bạn học sinh thuộc F0, F1 cũng như là F2. Nhưng bên cạnh đó được sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô giáo, các bạn ấy đã được học tập trên nhiều phương diện khác nhau và các bạn ấy đã hoàn thành được kỳ thi giữa học kỳ một cách trọn vẹn. Và đối với mỗi chúng em thì những ngày 20 tháng 11 chẳng có gì hơn. Em xin đại diện các bạn gửi đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe, mong quý thầy cô trong đại dịch này luôn giữ được sức khỏe cho bản thân mình. Con cảm ơn thầy cô vì đã dắt tay con từ mới vào trường dạy dỗ và cho con nên người, từng nét mực, từng nét chữ đầu tiên của con. Con rất cảm ơn thầy cô đã dạy chúng con 5 năm qua. Con không có giỏi tiếng Kinh như bao bạn khác, nhưng có thầy cô đã dạy chúng con, khiến cho chúng con biết nói tiếng Kinh. Con chỉ có những lời chúc là con chúc thầy cô giáo ngày 20 tháng 11 sức khỏe, dồi dào. Rất là mong quý thầy cô, cả một quản lý toàn ngành và đề nghị với đội ngũ giáo viên, nhân viên toàn ngành, chúng ta trong cái điều kiện khó khăn này phát huy tinh thần truyền thống của người thầy để chúng ta đóng góp nhiều vào cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo cũng như công tác chống dịch, để đảm bảo trong một thời gian ngắn nhất chúng ta đủ điều kiện để học sinh trở lại trường và các thầy cô giáo chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ cao cả để hoàn thành nhiệm vụ năm học trong cái điều kiện hết sức đặc biệt.
Một năm học có quá nhiều điều đặc biệt, khó khăn và thách thức vì Covid-19. Nhưng những khó khăn ấy lại chính là phép thử để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần kiên cường vượt khó của hàng ngàn nhà giáo. Họ đã đi qua mùa dịch bằng sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng để biến thách thức thành cơ hội đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và tiếp tục sự nghiệp trồng người.